Nhưng mà quay trở lại thì trong phần này mình hướng dẫn cho mấy bạn là cách lọc bắt liên bẩn ra. Thì như bạn thấy rồi thì sau khi mình tính toán thì bên phía công cụ chạy lại thì hiện tại con số trust này tăng lên 1 liên và nó nghe điểm mình điểm lên 3. Và cái phần này là cái 471 này như mình nhớ rằng nó không có thay đổi mấy, thành ra nó không thay đổi quá là nhiều trong chuyện này. Thì như bạn thấy hồi hết bắt liên ở đây vô á, thì nếu mà chấm theo thang điểm là sức mạnh nhân cho trust đi chẳng hạn, và trên thang điểm là 100 thì toàn bộ những cái bắt liên đây là từ 0 cho đến trong câu chuyện là số 0 là 100% bắt liên ở đây, thì cơ bản nó rất là gọi là không có tốt. Và thứ hai nữa như bạn thấy là ở đây như mình đã disable nên mình có update lên luôn 33% bắt liên của mình, thì mình có update lên trong câu chuyện là disallow. Nhưng mà thường thì bình thường thì mình sẽ không có upload lên. Chứ bây giờ thì như bạn thấy nó có khoảng hôm đó là 33% đã được disavow rồi. 21% là thuộc dạng low risk, có nghĩa rằng là 21% số bắt liên ở đây á, nó thuộc dạng rằng là cái công cụ này đánh giá rằng là low risk, có nghĩa là ít rủi ro. 1.198 tương 34% là nằm ở trung bình, rủi ro trung bình. Và 414 bắt liên thuộc dạng gọi là cực kỳ, trong cái chuyện là high risk. Thì lúc này á, thông thường á là mình sẽ chọn theo checklist của bên phía mình á, là thường là chọn top 1, top 2, top 3, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub chứ và đây cái list này nè, sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34 và top 1, top 2, top 3. Tại sao chọn cái này? Rất là đơn giản, nếu mà bạn bấm vào trong đây đi thì nó sẽ có một cái đây nó có một cái ở link detox rules. Thì link detox rules ở trong đây đi thì nó sẽ xuất hiện, nó giải thích cho bên phía bạn hết là tox 1 là cái gì, tox 2 là cái gì. Thì sau khi ở bên phía GTV mình đã đọc qua hết toàn bộ phần này và chọn lọc và test thử nghiệm thì đúc kết ra được rằng là mấy thằng này, mấy cái thằng mà bạn nên disavow, bạn nên xuất ra và bạn disavow ra. Cái chuỗi quy trình nó làm rất là nhanh. Nếu như bạn biết về cái checklist này thì đây bạn hãy đọc hết toàn bộ ở trong đây. Nó nói hết, ví dụ như là sub 7 đi ha, sub 7 thì sub 7 nó bảo rằng là possible link network, có nghĩa rằng là nó có chung với IP, nó là bị footprint. Đó, nó bị footprint ở đây. Ở đây mình sẽ chọn là cái gọi là cái 3 4 5 6 rồi 10 17 18 19 20 không có này, 22 23 24 và số 34. 22 23 24 34 12 13 21 hình như không có. 12 23 không có ở đây. Rồi, một cái nữa mà mình quên nói ở video trước là tại sao mình không quan tâm tới anchor text ở đây, mà mình bay thẳng xuống đây mình làm luôn, là bởi vì là anchor text nếu như bị tu hóa quá liều đi chẳng hạn thì mình sẽ có chiến lược rằng nó là làm sao cho tăng cái nồng độ anchor text của thương hiệu và anchor text UL lên để giảm cái số lượng kia nó xuống. Thành ra rằng là cái anchor text nó rất là công cụ, nó rất là dễ được thao túng, thành ra mình sẽ không có triển khai quá là nhiều ở đây. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chọn đúng một số 100 nữa, nó xuất hiện hết toàn bộ 100 link ra. Để mình để cho nó chạy nó chạy xong rồi. Rồi thì đây là toàn bộ cái link của nó. Thì bây giờ mình rất là dễ, tụi này mình sẽ disallow hết, mình sẽ tại vì toàn bộ tụi này á thì mình sẽ disallow hết luôn. Bấm select all UL thì toàn bộ thằng này à. Thì bây giờ mình sẽ kéo từ trên xuống dưới và mình sẽ bấm chọn disallow hết toàn bộ tụi này. Bạn sẽ bấm chọn là domain, bấm disallow, disavow. Thì sau đó bạn làm tương tự vậy với 11 trang tiếp theo. Sau khi bạn làm 11 trang này thì ở đến giai đoạn tiếp theo, giai đoạn thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn chi tiết tiếp. Ở đây thì bạn sẽ chọn hết toàn bộ ở đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ dừng lại, mình qua chấm chân 2 xong mình cũng tương tự mình chọn hết toàn bộ chân 3, chân 4, chân 5, mình sẽ chọn hết toàn bộ ở đây. Sau đó mình sẽ xuất cái file ra cho bên phía bạn. Thì hiện tại mình sẽ dừng nó lại một chút.